xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay thì gia đình em bắt đầu là đi Phú Quốc đi du lịch ha anh chị ha. Thì sẵn có dịp hè nên là tụi em sẽ dắt mấy đứa nhỏ đi nghỉ ngơi sau những ngày học mệt mỏi anh chị. Đây nè, nè hai đứa nhỏ nè, chào mấy cô mấy bác đi con. Dạ, chào mấy bác. Thì trong chuyến đi thì có những điểm nào đẹp, những cái điểm nào mà hay á thì em sẽ quay gửi đến cho anh chị xem một cái chuyến đi du lịch Phú Quốc của tụi em như thế nào nha. Hôm nay tụi em đi xe này là xe 45 chỗ anh chị, đây là anh Long. Nè, chào đi con. Nè con, đây là anh Sang nè, anh Sang cũng đi tụi em đó. Có đem kiến cho bà nữa mà. Có đem hai cái. Đem chạy đi cái gì? Đây là có chị Ca nữa nè. Nè chị Ca nè. Chị Ca với anh Phương. Nè có cô Hương ở đằng sau nữa nè anh chị. Cô Hương hiện tại giờ ngồi có mình hả cô? Có người cơ. Dạ. Đây trái cây quá trời luôn nè anh chị, có nhãn nè ha, ổi nè. Ở đây là trạm dừng chân Minh Phát. Anh nói giùm em đi. Hả? Anh nói giùm em đi. Khoan để anh quay xíu. Đó, đi với gia đình em ha. Khui ra không được hả? À, trái cây quá trời luôn em ha. Giờ hai đứa ăn gì nè? Bánh bao hả? Bánh bao này nè, bánh bao đây nè, phải không? Ăn bánh bao. Đang ăn cái gì? Tụi em cũng mua đồ ăn nhẹ nhẹ một tí cho nó lên xe, nó ăn cho nó chắc bụng ha. Đâu khui hộp bánh bao ăn ngon lắm. Hủ tiếu với ăn không có kịp đâu con. Chút xíu đi rồi. Hai con ăn bánh bao chung với em đi. Hai đứa chung đi ha. Ăn hồi xíu mình lên kia mình ăn sao? Hai đứa ăn chung rồi. Đâu bánh bao ngon không? Nhiêu? 25.000. À, mua cái đó cũng được em. Lấy một phần này đi em. Là 7.000 con. Đây có bánh và kẹo đậu phộng nè. Các loại bánh bía. Đây là bánh bía nè. Ở trạm dừng chân thì người ta bán đồ ăn nhiều lắm anh chị. Sao được chưa? Xong chưa? Không, mình lên xe ha. Bây giờ tụi em ăn bánh mì chả lụa. Gì đâu xấu hổ, chị mình mua hôm nay theo ăn mà. Trời ơi. Chả lụa này, chả lụa ngon nè. Cái lụa nhà làm em ơi. Mấy chị, tụi em đi chung với mấy chị nè và mấy anh nè. Ngon anh, ngon anh, bánh mì này ngon ha. Dạ. Bánh chay ngày nay, bánh chay ngày nay hả? Bánh chay ngày nay. Anh là anh thấy mà anh tìm không tìm. Chạy đó, đây có chai. Chạy rồi. Thank you.
Bây giờ đoàn của tụi em á đã đến ngay miếu Bà Chúa Xứ ở Châu Đốc á anh chị. Buổi tối như vậy thì là cũng rất là vắng, mình vào mình cúng thì rất là thoải mái ha, không có đông đúc chen lấn như là chắc sáng ha, vắng em ha, vắng đâu có đông. Cúng ban đêm thì vắng. Bây giờ tụi em sẽ đợi khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ nữa thì bắt đầu là tụi mình sẽ xuất phát đi ra ngoài tới đi Hà Tiên ha. Hà Tiên thì chờ tới 6 giờ sáng thì bắt đầu là mình sẽ đi lên trên phà. Kỳ này là sẽ đi phà nha chứ mình không có đi tàu nữa, tại vì hôm nay thì mình sẽ đi xe lớn qua, để cho xe lớn qua đó thì có xe lớn chở mình đi chơi luôn.